Đầu năm nay, Thụy Sĩ đã đón một trận tuyết rơi dày. Đây được coi là tín hiệu tốt sau nhiều năm dãy Alps đối diện với tình trạng băng tan. Tuy nhiên, cơ quan giám sát Glamis lại cho biết các sông băng tại Thụy Sĩ đã mất 2,5% thể tích trong năm nay, cao hơn mức trung bình của thập kỷ qua, sau khi nhiệt độ trung bình tháng 8 năm 2024 cao hơn so với nhiệt độ đóng băng, ngay cả tại trạm Young Project cao 3.571m nằm trên sông băng Atlas. Matthias Hus, giám đốc Glamis nhận định, mặc dù mùa đông vừa qua xuất hiện nhiều tuyết, mùa xuân khá mát mẻ và nhiều mưa, nhưng như vậy vẫn là không đủ. Nếu tình hình các sông băng vẫn tiếp tục tan như đã thấy trong năm nay, Thụy Sĩ hoàn toàn có thể đối diện với thảm họa. Hơn một nửa số sông băng ở dãy Alps nằm ở Thụy Sĩ, nơi nhiệt độ đang tăng gấp đôi mức trung bình toàn cầu do biến đổi khí hậu. Nếu lượng khí thải nhà kính tiếp tục tăng, các sông băng ở dãy Alps dự kiến sẽ mất hơn 80% khối lượng hiện tại vào năm 2100.